Chào chú, chào chú. Chú ở gần đây luôn. Cháu ở ngay chỗ quận 2 nè, chạy xe công ngay gần đây. Chú đội cái nón nhìn độc quá. Dạ, cái nón này gọi là thông minh sáng chế. Ba lợi ích, một là đường tối có sáng hơn. Thứ dạ. Hai nữa là đặc biệt với là phiên bản đầu tiên của Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung chưa có ai sản xuất ra. Giờ vậy cái nón này rất đặc biệt. Đứng dậy Gora ở khu vực quận 2. Hồi chưa thay một sợi đã lịch. Thì phải thay con tăng. Mà kiếm cái gì che? Kiếm gì trắng lại sau đít chưa? Kiếm gì trắng lại sau đít đi. Để xe nó lên. Lấy cái cây gì đi. Lấy cái thùng hay cái cây gì á. Xe hư giữa đường cực lắm. Kêu thợ khắc phục đứt dây của ra này cực lắm. Chào chú, chào chú. Chú ở gần đây luôn. Cháu ở ngay chỗ quận 2 nè, chạy xe công ngay gần đây. Chú đội cái nón nhìn độc quá. Dạ, cái nón này gọi là phát minh sáng chế. Ba lợi ích, một là từ tối nó sáng lên. Thứ dạ. Hai nữa là đặc biệt đó là phiên bản đầu tiên của Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung chưa có ai sản xuất ra. Do vậy cái nón này nó rất đặc biệt. Cuối cùng nó đi trời mưa như vậy đó là cái giọt mưa nó rớt ở trên đầu, nó kêu thành một cái bản nhạc rất là hay. Và cái điểm thứ tư, cái lợi ích của nó là mình đổi cái nón này á, nó không bao giờ nó bẩn hết khi mình về nhà. Chú về nhà. Rất là dễ thương. Dạ, mình để ở trên cái bàn. Wow. Nó vẫn đẹp như thường. Cũng để, ví dụ mình để cái bàn, để mấy cái gọn. Bây giờ nó đi hơi rồi, mình bứt. Còn cái nón bình thường mình đổi cái mũ cối hoặc cái mũ mềm, mình phải giặt. Mình không giặt, mình không phơi. Chú nó chú nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, báo cáo anh là năm nay đúng 60. Sinh năm 1960, đúng tuổi là năm Canh Tý. Dạ. Dạ, 5 tuổi. Rồi chú... 5 tuổi mà người ta nói xui mà mình thấy hên không? Người ta nói sợ, tí nó sủ gần mẹ. Cháu thấy mấy người như chú cháu rất là mến. Dạ. Cháu thấy những người như chú cháu rất là mến. Dạ 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 dạ. À. Ê, mình đồng hương với anh, mình cũng miền Bắc. Dạ. Thế mình bố chú... vào đây năm 1940 rồi. Chú có tài năng gì không? À, tài năng của mình á thì xin thưa mình không có tài gì á, không có gọi là tài lớn không có, mà cái tài nhỏ của mình là đặc biệt là người ta sợ nắng và sợ mưa. Còn mình có chú là đi nắng trưa. Vậy từ 3-4 giờ sáng tới giờ mà chưa có nằm ngã lưng là cái tài thứ nhất. Là chưa không chưa mà sáng dậy sớm. Mà làm liên tục, làm xong rồi đi ra ngoài đường, phơi nắng. Còn cái gì dầm mưa là đi phơi dầm mưa đi nhặt luôn. Nhưng mà nó hay một cái là nó không có, miền Bắc gọi là ốm, miền Nam gọi là bệnh. Không ốm, không bệnh. Là điểm nhất là chú đánh ra, không có tài chỗ đó. Và cái đặc biệt nữa là, theo bảo hiểm của ta là khám bệnh là ít nhiều cũng phải trả tiền cho nhà nước. Dạ. Ví dụ dạ dạ vừa tiền khám bệnh vừa tiền thuốc là 100.000 anh phải trả cho nhà nước là 70, còn 30 là anh có thể bảo hiểm anh họ trả, và 50-50. Còn chú là không có trả đâu, nhà nước bao hết. Vì sao? Mà chú có cái thẻ bảo hiểm của bên quân đội. Hồi trước thì bộ đội, thì giờ nhà nước cho bảo hiểm suốt đời, là tiền nào hết hạn thì nhà nước chịu đổi, còn không hết hạn cứ vô khám bệnh. Đúng tiếng đàng hoàng, không đi vượt tiếng. Ở quận 2, mình vô bệnh viện quận 2, người ta khám xong, người ta cho thuốc.
đã cho hút mình hoặc là có tai nạn gì mình nằm tại chỗ đó là nhà nước bao hết, không có tốn tiền gì hết. Dạ. Do vấn đề gọi là nó có đặc biệt là bảo hiểm nó có cha chơi, chỉ cha chơi là gì? Kháng chiến tức là mình xài hoài, người ta tốn tiền vô cửa bệnh viện là phải mua cái miếng áo rồi trốn khỏi vô khám, nhưng mà nào giờ chỉ chui vô cho cái thẻ mà chưa vô bị mình thấy mình sợ quá. Chú có cần hỗ trợ gì không, vấn đề sức khỏe hay là chỗ cư ngụ gì thì để cháu giúp cho? Có cháu ơi, giờ đang ở một chỗ nay ở 10 năm rồi. 10 năm. Ý là chú có cần giúp đỡ cái gì không thì cứ nói cháu. Nói với bọn anh chú thì như vậy là thấy hạnh phúc lắm rồi. Vậy là chú cũng cảm ơn anh nhiều vì cuộc sống là ông bà cha mẹ tổ tiên hồi xưa đã nói đâu là gì tại nhân nữa. Chú hôm nay gần 60 rồi mà vẫn là còn bon chen với cuộc sống. Chơi sinh mạng là gì, mình dùng hết sức mình mà không nổ nữa mình mới nhờ tới những người xung quanh. Bây giờ mình còn sức thì mình ráng mình gọi là sao mình năng lao động để có cái cuộc sống. Mình không được dựa dẫm bất cứ là người thứ hai. Chú nói câu này nghe hay quá. Tặng nhân lực chơi sinh mạng. Đó là câu của bố chú là người miền Bắc Thái Bình mà ổng học thì dở nhưng mà ổng dẫu chữ nho lắm. Tại nhiên được chứ mẹ mày dùng bố dạ này dùng hết sức của mình người ra mình xử việc cái công việc hàng ngày mình không làm được nữa thì mình mới nhờ chứ người ta, chứ mỗi cái mình cứ nhờ nếu mình nó ý lại rớt xuống sông té dưới mình dùng sức mình làm sao mình cố bám để mình trèo vô có người ra cứu, chứ còn mình cứ đứng mình chờ người ta mình đã uống nước rồi mình đã chết rồi đã kiếm gì bơ nó để mình vào thì bơ mình cứu mình được, còn mình đói mình khổ là như thế nào cho mình chay đời mình phải đo mình lao động chừng nào mình bò mình lết thì sẽ có người rất là ý nghĩa. Ủa, chú nói rất là chuẩn luôn. Báo cáo anh là chú thì chắc phải không có hỏi có tài gì chú nói cái tài của chú là vậy đó, tại vì người ta dùng sức chú là chỉ dùng cái trí thôi. Yếu quá mà bộ đội cũng là cái thằng ốm yếu nhất, về phòng trọ cũng là thằng ốm yếu nhất, về cơ quan ở quận tư làm ở cơ quan nhà nước cũng là thằng ốm yếu nhất, vô nông trường trồng mía của nhà nước ở xây dựng cũng là thằng mà nhỏ bé nhất. Nhưng mà năm 1978 là năm 18 tuổi có thể gia đình bước ra ngoài xã hội là lên xây dựng trồng mía, chú lãnh được cái giấy khen của gọi là phó giám đốc nông trường. Người ta tặng cho mình đến năm 80 á, đưa xuống thành phố Hồ Chí Minh là quận 12 vợ đồng huấn luyện nhiệm vụ sự đúng 3 tháng đưa vào Campuchia đi xe đúng 3 ngày mới giờ chú 60 tuổi rồi mà nghị lực rất là phi thường đó, tuy là không được may mắn nhưng mà rất là nghị lực đó. Còn hỏi hiện giờ là còn, vui buồn hay là mọi người nào kém may mắn thì cần phải học hỏi chú đó. Không đơn giản đâu chú nói gì, chú học tới lớp 9 rồi thi lớp 10 rớt nhưng mà ngược lại chú dám đấu lý mấy anh đại học vì sao, có nhiều điều anh không biết được, cụ thể như trên trời qua những gì sao, qua những mặt trời, qua những ông trăng thì tới cái gì tôi nói chín tầng mây phải không ạ, anh nghe chỉ nha. Chín tầng mây vậy chứ hết mây thì tới gì không ai biết hết, nhưng mà nhờ chú là nghe được trong radio, chú rất nhiều radio không có không có được đưa không có trà không có bài cho chú là một cái sữa. Họ thích uống gì? Uống sữa. Vì chú, sao? Nó có chất canxi để cho dẻo da, vậy hai đứa nó dễ ngủ. Chú tên gì? Chú tên là Nguyễn Hữu Hạnh. Chú tối là mưa rồi, tạnh mưa rồi, về nghỉ ngơi nha. Dạ, chú về ha. Rồi, còn nếu mà anh muốn nói chuyện, chú nói 5-10 phút cũng chẳng sao. Chú có bữa nào có dịp chú cháu mình giao lưu tiếp. Dạ rồi, xin cảm ơn nhiều ạ. Chú có cần gì giúp đỡ thì cứ alo cho cháu. Dạ. Thậm chí giờ là chúng mình dân cộng chú cảm ơn. Chú không có cái gì đâu. Không có cái di động mà chú cũng không cần thiết đó nói. Rồi, có gì người tới đây ha. Dạ. Chú cảm ơn nhiều. Rồi, chú về nghỉ ngơi đi. Anh làm bên cơ quan nào? Cháu làm gần đây, ngay quận 2 nè. Nhưng mà làm gì cho bên chức ngành nào? Lái xe đầu kéo. Lái xe đầu kéo. Làm phóng viên luôn. Phóng viên quảng cáo luôn. Dạ. Cảm ơn rất nhiều.
rồi, còn nếu mà nói địa bàn thì trong thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ chắc quận đó, coi gì đa số nó có mặt lợi và mặt hại đó, chắc không mặt nào mà tốt mà. Sau đây chú có một cái lời khuyên nào cho mọi người mà kém may mắn không? Chú nói gì nào? Đối với những người mà kém may mắn hơn chú đi được con trai, chú đã là kém may mắn rồi. Là cái gì? Cái nghề của chú là nghề cuối cùng của xã hội, đi được mốt mà. Dạ. Đi được mốt, gọi là miền Bắc ta gọi là đi nhặt, còn miền Nam gọi là đi lụm, là cuối cùng của xã hội. Nhưng mà chú rất tự hào, xin nhắc đến với mọi người là như thế này. Lời Bác Hồ dạy, không có gì quý hơn độc lập tự do. Có tự do có tất cả. Bây giờ mình không có lụm tiền ai hết, không phải tiền ai, thì mình đã thấy có tự do rồi. Mình không có vấn đề dướng vào dòng lao lý là mình đã thấy có tự do và có hạnh phúc rồi. Do vậy, đi lụm mót là cái nghề cuối cùng của xã hội. Mọi người nhìn vô có người là họ thấy gọi là đồng cảm, có người họ không thông cảm, nhưng mà đại đa số 1.000 người họ thông cảm hết là coi như là 990 người, còn 10 người là họ có vẻ gọi là không hài lòng. Nhưng mà trong cái số mà 990 người đó thì đa số thì cái thiểu số quá ít. Do vậy là chú cũng không có quan trọng gì đó, chỉ khuyên mọi người là sao, mình dùng hết sức mình để mà mình làm ra hạt cơm hạt gạo mình sống. Chứ quá mình tuyệt vời, quá đừng, ok. Đừng để đúng chắc luôn. Cả đến một cái một cái nhân vật nào đó, hay là một cái cơ sở nào đó, hay là nhờ đến ông nhà nước là vì sao? Người ta có lòng thì mình có bụng, người ta cho thì mình nhận. Còn mình không có phải rồi cứ tính rằng tháng bảy đến chùa kiếm gạo mà xin, hoặc là đến lễ Tết á, mình đi ra đường mình gặp người này người kia mình nổi, mình cứ thẳng đường mình đi, mình đi thẳng thì con đường mình sẽ tốt đẹp, mình quanh quẹo thì mình sẽ bị vấp ngã. Nên lỡ thẳng đường là gì, mình đi lượm mót cứ lượm mót, còn ai có lòng hảo tâm thì người ta cho mình, dầu cho là mình bịt tường nó bịt muối, hay là một bột có mì, hay là một ổ mì, chú đi gặp người ta cho bánh mì hoài vẫn bị không à, vẫn cảm ơn. Dạ cảm ơn hai nhiều, nó chờ có gì đâu, nhưng mà thấy điều đó cũng quý gì sao. Người ta tấm lòng người ta rất là quý, người ta cho như vậy, người ta cũng nghèo mà người ta cho mình cũng đâu quý rồi. Hay là xe chú dựng trên chai, dựng cái ngoài chợ xài lụm trên chai đáng lợi là không ai có gì, còn là xe chú có 5.000 ta bỏ trong đó thì người ta là nhân, đó là người ta giúp đỡ điều đó quý. Còn mình đòi hỏi thì không bao giờ gì nữa chứ, cái việc mình không đòi hỏi cái việc gì nó đến thì nó sẽ gọi là gì, rất là may mắn. Còn mình đòi hỏi mình đi tìm kiếm hạnh phúc không đâu xa hết, không hạnh phúc nó đang ở chung với mình tại thời điểm này và tại cái thời gian này. Còn hạnh phúc ở đây không phải là có cái nhà lầu 5 tấm 10 tấm, hay có một chiếc xe không ra đời mới, hay có chiếc xe hơi, hay vợ đẹp con ngoan, đó là một cái hạnh phúc. Khi nó trở lại bàn tay, tức là gì, bàn tay thì có bề trắng và bề đen. Khi nó trở lại rồi, đang trắng thì nó trở lại đen, tức là mình sẽ thấy đau buồn rồi, thấy là nó dễ hiểu. Mình đang giàu sang phú quý, tự nhiên cái mình gặp một cái cơ hội nào vợ bỏ đi, nhà cửa hư hỏng, là tai nạn gì lúc đó rồi làm sao mà mình đang đó gọi là cát bụi cuộc đời đó. Dạ, cát bụi cuộc đời, cát bụi trả về cho cát bụi. Do vậy còn sống đây thì hôn cũng chết, dạ cũng chết, biết mà sống, biết là biết cái gì, biết là biết điều cho sẽ phải, và biết những điều sẽ xảy ra. Nhân cứu hiện tại chúng không nói ngay, bây giờ hỏi mưa bão còn hay không, không có đâu. Tết âm lịch vẫn còn mưa bão như thường, vẫn còn mưa bão bây giờ như thường. Và những cây bão sau này nó nhiều, nó nặng đô hơn là những cây bão hiện tại. Ví dụ cái bão số 2, số 3, 4, 5, thứ 6 thấy nó dữ chứ không dữ. Còn cây bão số 9, số 10, số 11, vân 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 nữa nó sẽ đến, mà đặc biệt nó sẽ dầm chung, nó đặc biệt nó sẽ dầm chung. Miền Nam thì coi như là chịu tác dụng phụ, còn 90% là miền Trung, 10% là chia cho miền Nam. Còn miền Bắc thì lũ ống lũ cuốn đó, thì mỗi một cái miền nó có điều một cái sự gọi là gian khổ, thì từ cái gian khổ nó mới làm nên một cái anh hùng. Từ một cái trong cái cuộc sống mà nó khó khăn đó, nó mới làm nên một cái người anh hùng. Cụ thể như nước Việt Nam từ trước năm 75 là chế độ cũ Mỹ Ngụy, thì cái người mà đứng đầu vị nguyên thủ gia cũng là người miền Trung, đó là ông Nguyễn Văn Thiệu. Rồi là nó bên cách mạng thì người đứng đầu của nguyên thủ gia là đứng đầu là Bác Hồ, là cái nơi là khó khổ nhất là Nghệ An Hà Tĩnh, hiện giờ đang là gian khổ ngoài đó. Đó là Bác Hồ. Rồi
ông rưỡi hoặc là ông gọi là gì thôi, thôi. Bà đồng đồng. Thôi cháu có việc rồi cháu về. Thôi, chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ thôi chú cảm ơn rất nhiều ạ. À. Rồi cảm ơn hẹn gặp lại chú. Dạ cảm ơn chú. Chú coi tạnh mưa rồi về. Dạ không chú hay lắm, có mưa lớn cũng không sao, vì sao chú dầm mưa rất là hay. Dạ. Ốm yếu còn xương da vậy bé người nhưng mà nắng cũng thích, mưa cũng thích thì cuộc sống nó làm nên cái một cái sự gọi là hạnh phúc. Rồi, còn rồi. Nắng sợ. Cơm gặp mà chủ quán nhiệt tình, vui vẻ. Rất là tuyệt vời. Đây là quán cơm. Quán cơm này địa chỉ là nằm ở đường này, đường gì có chị? Ở đây đường này đường gì chị? 15 tiệm 5 đồng nhân công. À, để quảng cáo mấy anh em lái xe tới ăn, ủng hộ. Chị chủ quán rất là vui vẻ và nhiệt tình. Chị năm nay ở bốn mấy? Chị hả? 42 à? Nãy nhìn tưởng nhìn hơi cứng, tưởng cũng phải 48. Lúc đầu nhìn nghĩ cỡ 48. 42 là sinh năm 80. Hai. Đây là cái đường Đồng Văn Cống hướng đi vô cả quán cơm mà đi làm từ thiện luôn. Những mảnh đời nào, những ai mà đi cơ nhỡ chị giúp luôn. Chị có chị có 55 cái nhà trọ ở đâu, 55 trọ ở Vũng Tàu ha, Vinh đúng không? Những hoàn cảnh nào mà neo đơn với nơi cư trú là chị giúp đỡ luôn. Bữa nào em giao lưu với chị nha, nào có hoàn cảnh nào ý là ai mà thật sự khó khăn liên hệ chị nha, giúp đỡ người ta mình có phước tốt mà, chị có phước thêm thôi có gì đâu. Không em nói thiệt mà. Mà nhìn chị cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm kênh của Tuấn Cắt Bụi. Mọi người thấy hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin nhấn vào cái chuông, nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần của mình. Cảm ơn tất cả mọi người.